À, Vi ơi, Vi, mới nghe nè. Con làm cho mẹ ly cà phê nóng. Xé gói cà phê một gói xong con để vô cái ly, xong con nấu nước sôi con chế vô. Chào mà cô chú. Con chào mà cô trang trẻ các bạn già. Giỏi. Con đang ăn gì? Chicken nugget. Đang ăn chicken nugget hả? Xí nó mới đi gặp ba về, xong rồi ba mua cho chicken nugget với lại kem mít không bưởi bưởi. Nó mới đi gặp ba về cả nhà. Nó mấy gói rồi nè. Trời đất ơi, một gói mới vừa nói xong, một gói cà phê xong rồi chế nước vô trong ly rồi đem lên cho mẹ nha, cho mẹ uống cho nó ấm rồi ngồi trò chuyện với ông bà cô chú một chút xíu. Ngon không? Đi lấy tay đi rửa đàng hoàng, lau đàng hoàng, bôi vô người là nó dơ á. Con gì á? Con ốc. Con đi vô con đóng cái cửa lại cho mẹ, để cái hơi lạnh nó vô trong nó sẽ lạnh con. Với lại mẹ nói chuyện chút. À, Như xin chào ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn đang xem kênh của Như nha. Thì giờ nói gì đây ta? Ngại quá. Thì hôm bữa là mình có chuyện vui thì mình cũng tâm sự với cả nhà, thì giống như là cái khi mà mình công khai cái mối quan hệ thì mình cũng tâm sự. Thì gần đây người ấy không có xuất hiện trên kênh của mình nữa và có rất là nhiều câu hỏi đặt ra cho mình, thì tất nhiên là mình sẽ phải trả lời. Tại vì những người yêu thương mình, quan tâm tới mình, người ta mới đặt câu hỏi, cho nên là Như sẽ trả lời về cái mối quan hệ của mình. Tại sao những cái video clip gần đây thì không có xuất hiện bóng dáng của người ấy nữa. Sao mà cái lúc mà mình công khai thì mình vui, mà cái lúc này mình nói mình ngại quá. Thì là hiện tại bây giờ tình trạng của mình thì là mình độc thân nha cả nhà ơi. Mình độc thân một lần nữa và mình chia sẻ với cả nhà là mình không có còn đi chung đường với người ấy nữa, và mình đã dừng lại. Mình không còn yêu người đó nữa. Mình đã dừng lại rồi, chính thức dừng lại rồi. Và cái lý do mà tại sao mà mình dừng lại á, thì thật sự là mình không có muốn kể ra ngọn ngành là cái lý do tại sao. Bởi vì trong một cái mối quan hệ khi mà dừng lại thì mình hãy nghĩ đơn giản là nó không hợp nhau, cho nên là mình dừng lại thôi. Chứ bây giờ mình kể cặn kẽ ra là cái lý do và mình kể ra cái xấu của người đó thì cũng như là cái xấu của mình. Thì mình không muốn kể ra là như thế nào, mình không muốn kể ra là ai sai ai đúng hay gì hết. Chỉ muốn trả lời với tất cả mọi người là cái mối quan hệ của mình đã dừng lại rồi, và trên kênh của mình thời gian sắp tới sẽ không có quay chung với người đó nữa. Tại vì thật ra Như cũng muốn để cho nó trôi luôn, nó im luôn, nó đi qua luôn, coi như là không có chuyện gì. Nhưng mà mình làm vậy không có được, tại vì nhiều người ta đặt ra câu hỏi cho mình, tất nhiên là người ta quan tâm mình. Giống như thời gian trước người ta cô chú biết là Như có mối quan hệ thì cũng gửi lời chúc mừng tới Như. Thì hôm nay mình dừng lại rồi thì mình cũng phải chia sẻ với cả nhà chút xíu. Thank you, cảm ơn con nha. Uống ly cà phê nóng cả nhà ơi. Trời vô thu rồi, bây giờ cây lá nó rụng hết á, cho nên là khá là lạnh. Bình thường mình uống nước gừng, có hôm thì mình uống ly cà phê nóng chứ không có uống cà phê đá nữa được rồi. Mình ngồi ở đây mình phải mặc áo mùa đông. Thì là sao mà khi mà mình vui á, mình chia sẻ thì nó không có cái chữ thì với cái chữ là trong đó. Mà khi mà mình bây giờ mình như vậy, mình nói chuyện ấp úng toàn là thì là không à. Gì vậy con? Ba mua cho con hả? Cái này là sticker. À, ba mua cho con cái đó hả? Gắn lên cặp tuyệt này. Gắn lên cái cặp đi, lên cái cặp cho nó đẹp. Thôi con đi vô đi, mẹ tâm sự với ông bà cô chú một chút nữa. À, đưa cái mặt ra cho ông bà cô chú xem. Có con mèo đó. Mèo cam á. Ờ, bên kia có con mèo. Tại vì Như đang ngồi ở ban công á cả nhà. Con đi vô con đóng cửa lại nha. Ừ, đóng cửa lại. Con ốc. Ờ, con ốc.
khi mà mình có cái chuyện vui gì đó mình kiểu như mình phấn khởi, mình nói chuyện nó không có bị dấp á. Giờ mình không biết mình chia sẻ như thế nào. Có thể là đây là cái lần cuối cùng mà Như công khai cái mối quan hệ của Như luôn á cả nhà. Có thể. Tại vì giống như là mình công khai lên rồi, mình vui rồi, xong cái mình chia tay lại cái nó cũng còn nhiều cái cảm xúc cho nhiều người. Như biết là khi mà Như chia sẻ cái chuyện này lên thì có rất là nhiều người buồn. Tại hai đứa xong rồi nó đẹp đôi quá, nhìn nó dễ thương quá, cứ là quấn quýt bên nhau quá mà tự nhiên mới đi chơi bên Việt Nam về tự nhiên giờ lại chia tay đúng không? Thì thật ra là nó có nhiều cái rạn nứt trước đây rồi. Trước đây rồi, ấp ủ lâu ngày rồi, cho nên là giờ này mình mới suy xét lại là mình thấy là nó không thể đi tiếp được, cho nên mình dừng lại. Thì là thì là nữa. Thì là nó giống như là sao ta nói sao ta, cái cuộc đời của Như nó không có cái kịch bản trước. Và cái kênh của Như nó cũng không có cái kịch bản trước, Như chỉ quay chủ yếu là những cái cuộc sống hàng ngày của ba mẹ con của Như thôi. Thì là hôm nay mình cầm cái máy quay lên mình quay thì mình không có biết được là cái hôm nay nó xảy ra chuyện gì, mình đi ra ngoài đường thì mình quay có cái gì thì mình quay như thế đó, và chẳng hạn như những lúc mà trễ tàu trễ xe đó, thì mình cũng không biết trước được. Cái chuyện tình cảm của mình thì cũng vậy, như cả nhà cũng biết á, là Như với lại người ấy á, là trước đây là làm bạn, thì sau đó là mới tìm hiểu với nhau. Và cái thời gian mà mình tìm hiểu nó nhiều nhất á, là cái lúc mà mình làm kênh thì tính ra là có một năm thôi. Thì một năm nay là có những cái ngày vui, cũng có những cái ngày buồn, và có những cái cảm xúc thật, những cái mình chia sẻ lên trên trên kênh của mình á, thì nó chỉ là khoảng chừng 50-60% thôi, còn lại thì mình không có chia sẻ. Nhưng mà tất cả đó là điều thật hết. Mình không có cái kịch bản trước, cho nên khi mà mình chia tay mình cũng không biết được là ngày hôm nay mình chia tay nữa. Hồi cái thời gian trước đây á, khoảng 4-5 tuần á, thì là mình đã dừng lại rồi, nhưng mà mình không có hơn 4-5 tuần chứ, mình không có xác định được, mình không có nhớ là ngày nào mình dừng lại, nhưng mà khoảng hơn 1 tháng chứ thì mình làm mình dừng lại rồi, nhưng mà mình không có cái không có muốn công khai, không có muốn chia sẻ lên á, vì mình cũng buồn một chút xíu chứ. Hôm nay mình đã vượt dậy rồi, bởi vì như nói thật á, một cái người con gái mà độc thân á, khi mà trải qua một cái mối tình á, mà mình chia tay rồi á, thì mình có thể buồn 1 năm, 2 năm, 3 năm gì cũng được. Nhưng mà khi mà Như là một người đã từng trải và Như có con á, khi mà Như buồn rồi á, đó, Như phải bỏ liền cái lập tức cái nỗi buồn đó liền, để mình vực dậy cái tinh thần liền, để mình lo cho cái sức khỏe của mình, như con mình. Như hy vọng rằng ông bà cô chú xem rồi cũng đừng có buồn nha. Tại vì không duyên, không nợ, không hợp nhau, cho nên mình dừng lại thôi. Và chuyện trên đời thì không ai biết trước được. Nhưng mà Như nghĩ rằng cả nhà cũng còn thương yêu Như và thương yêu người đó. Thì xem mỗi ngày thì nó cũng mến tay mến chân đúng không cả nhà? Cho nên Như nghĩ là cả nhà cũng còn yêu thương và giữ trong lòng những cái kỷ niệm tốt đẹp, như là những cái video Như quay chung với người đó đúng không? Mình không biết là khi mà mình đăng cái video này lên, mình nói là mình dừng lại cái mối quan hệ rồi, không có cái anh Tây chung, không có cái anh Tây để quay chung trong cái clip của mình nữa, thì không biết là có nhiều người giận mình bỏ không xem. Tại vì có rất là nhiều khán giả là thích xem có anh Tây thôi cho nó vui nhộn. Mà cái chuyện tình của mình thì nó tới lúc dừng thì nó phải dừng thôi. Chứ mình không thể nào mà cố mà giả tạo mà rủ ảnh quay chung mà trong khi đó mình không còn yêu nữa, mình không làm được. Mình dừng lại rồi thì mình báo là mình dừng lại rồi để cho mọi người biết. Rung quá, uống dập cái răng. Mình còn nhớ cái ngày mà mình công khai thì mình vui, cái mặt mình tươi cười. Cho nên hôm nay mình dừng lại thì mình cũng phải tươi cười. Trong cuộc sống của mọi người thì nó cũng giống như là một bộ phim, nhưng mà trên phim thì nó có kịch bản và biết trước kết quả. Còn cuộc đời của mọi người thì không ai biết được kết quả. Nhưng Như biết là ai cũng có muốn cho mình một cái gia đình hạnh phúc, một vợ, một chồng và 2 đứa con. Những cái giây phút hạnh phúc bên gia đình là những cái mà người phụ nữ cần.
mà cũng người đàn ông cũng cần cái điều hạnh phúc đó, nhưng nếu mà mình không còn duyên nợ với nhau nữa thì mình cũng có thể làm bạn, và hy vọng rằng những cái kỷ niệm đẹp trước đó cũng là những cái phần trong cuộc sống của mình. Nhưng hy vọng rằng khi Như chia sẻ thì cả nhà xem đừng có công kích chê khen người cũ của Như, thì thật ra nếu mà chuyện xảy ra qua rồi thì Như hy vọng rằng cũng cho nó qua luôn, để mình giữ cho nhau những cái gì nó tốt đẹp nhất. Thật ra sau khi mà chia tay rồi á, thì là những cái mối quan hệ của mình sau này á, mình đều muốn là bạn bè với nhau. Mình không có muốn để mà đi lấy cái mức rạn nứt quá nhiều, rồi để sau này mình không còn làm bạn được nữa, thì cái mối quan hệ đó mới thật sự là có mối quan hệ buồn. Còn nếu mà mình dừng đúng lúc và mình sau này mình có thể làm bạn nữa, thì cái mối quan hệ đó nó luôn đẹp từ đầu cho tới cuối. Mình nghĩ vậy. Trong đây mình có cái máy hút khói nè, nó sẽ hút bớt. Thì ở đây á, là như có cái cá này nè. Cá này là giống như là cá nục Na Uy á, mà người ta phi lê ra xong rồi cũng giống như cá mồi ở bên Việt Nam mình vậy đó. Mọi người biết Như đang ở bếp á, Như nấu cái món gì không? Hôm nay gan lắm, Như nấu cái món cá mồi, bún cá mồi nha cả nhà. Hôm nay thì là ngồi ở ngoài mình tâm sự một hồi á, thì nó cũng lạnh và đói bụng rồi, cho nên mình vô bếp làm cái món này. Vì là lần đầu tiên mình nấu á, cho nên mình không có dám là quay cái công đoạn nấu luôn á. Mình nấu bây giờ nó xong rồi, mình múc ra tô nè, để mình với Tường Vi ăn. Như xin mời cả nhà cùng ăn với hai mẹ con của Như nha. Đây, hai cái tô bún cá mồi. Si nó ăn với ba nó rồi, cho nên là chỉ có Như với lại Tường Vi ăn thôi. Gì trời? Sao? Sợ hả? Sợ. Ăn đi không có bị gì đâu. Trên mạng người ta đang ăn rần rần luôn mà. Cái món này nó hot lâu lắm rồi đó. Ăn đi không có bị gì đâu, thiệt, tin mẹ đi. Như xin mời cả nhà nha. Bây giờ Như sẽ ăn thử cái bún cá mồi Như nấu thử. Si ăn thử không Si? Si lại đây Si. Si lại đây. Hả? Không muốn thử hả? Không dám luôn hả? Nó cũng được. Nấu sai cái chỗ nào rồi, nó không ngon. Con thì cũng dễ ăn đi nên là, mà nó lạt ha. Lạt quá. Nó lạt và nó hơi bị tanh, hay là lâu quá mẹ con mình không ăn cá. Chắc là lâu quá không ăn cá cả nhà, cho nên là nó mình ăn nó không quen ha. Bữa giờ ăn thịt không à. Hôm nay mình tập ăn cá, nhưng mà có cá mồi cho nên mình mua về mình nấu nè. Lỡ nấu rồi ăn chứ mình nấu, mình ăn xong mình không thấy thích cái món bún cá mồi. Là mình muốn nấu nữa à? Muốn nấu nữa không ạ? Không. Nấu lại lần nữa à? Ở đây Như có cái cây ớt nè, cái ớt Như trồng nè. Cái ớt mập mập quá kìa. Nó ra cái trái nó mập ù luôn. Ăn tại chỗ. Cay không? Rồi cay nha. Cay, cay nhưng mà thơm ngon. Ăn nó giống như là cũng là bún, giống kiểu bún gì không biết. Giống như là bún gì vậy đó. Bún kiểu nấu với cà chua. Bún với nấu với cà chua á. Ăn thì mình thấy ăn có rau xong rồi vị chua chua, thơm xả ăn cũng được. Như hình như là Như chế nó nhiều nước quá cho nên là nó không có được đậm đà. Chứ khi mà mình ăn á thì mình ăn ăn vô á thì mình thấy nó cũng lạ lạ, cũng được chua chua rồi cũng thơm mùi cá, cũng ngon. Mình ăn cá không? Không ăn cá hả? Bỏ đi cho mẹ. Cá này nó không có mềm giống như là cá hộp ở Việt Nam mình, cá mò ba cô gái á. Nước thịt nó cứng hơn. Cá nục Na Uy. Cá tập gym. Cá này đi tập gym.
Cái này ăn với cái bánh mì thì nó sẽ ngon hơn là với ăn bún cả nhà. Nhưng mà bên đây mình không mua được cá mòi ba cô gái, mình mua tạm cái này mình nấu. Trời, chơi ớt kiểu nó cay dã man, không biết ớt kiểu ớt gì mà nó cay ghê. Ăn xong rồi. Chơi kỳ, hôm nay mẹ nấu ăn không hết, bỏ là cả đống luôn. Ăn không được. Ăn không được. Không hợp, hợp khẩu vị phải không? Không hợp khẩu vị. Là thấy cái món này là lạ quá, tính nấu ba mấy mẹ con ăn thử. Là không hợp khẩu vị. Mình nấu có hai hộp à? Lần đầu tiên trong cái cuộc đời nấu cái món bún cá mòi mà hai đứa con, một đứa thì nó ăn nó chừa lại hơn nửa tô, còn một đứa thì nó chạy trốn trên đây nó bệnh miệng lại, nó sợ mẹ như đúc. Rồi bây giờ ăn bún cá mòi xong rồi thì bây giờ mình sẽ ăn bưởi. Cái trái bưởi này thì của ba của Si mua cho. Ba mua cho Si, nhưng mà Như với lại mẹ Như với lại chị hai ăn ké. Okay. Ăn ké nha. Vi quy gần trái bưởi cho và con chú xem. Bưởi thiệt. Con thử khí cam. Cái trái bưởi này á, nó không phải là trái bưởi Long Hồng. Trái bưởi này nó đến từ nước nào á chứ không phải là bên Việt Nam nha cả nhà. Cái vỏ nó cũng vậy quá mẹ hả? Vỏ nó cũng đâu có vậy, như vậy là đâu có vậy đâu. Cái ruột nó vậy là nó cũng bự hết chứ. Lâu quá mình mới nghe cái mùi bưởi hen. Hôm bữa về Việt Nam á là Như cũng ăn nhiều lắm luôn á nha cả nhà. Nhưng mà nó thơm ổi. Ăn ổi ăn bữa dữ lắm luôn á. Nhiều lắm á. Lần đầu tiên chế thanh long trong người con. Con thích thanh long hả? Thanh long không bưởi. Vậy hả? Con đi lời con lấy cái chén, lấy cái hũ muối đi. Lấy cái hũ muối. Cái hũ muối ớt á, ớt Tây Ninh á. Thấy bà mẹ con mình nhâm nhi cái trái bưởi này coi. Không, trái bưởi. Trái bưởi. Trời ơi, nó chín dữ lắm luôn rồi. Cái đít nó nở ra tới cái này luôn rồi nè. Sao vậy? Nó chưa chín hả? Chín, này là chín dữ lắm luôn rồi đó. Đây nè cô chú, cái ruột nó không có hồng thôi. Cái này giống như... Nó hư rồi. Bưởi không có hộp. Nhìn có vẻ ngon. Bưởi không có hộp. Không biết ba Si mua trái bưởi này nhiêu nữa. Bưởi ở Thụy Điển này nó cũng không có mắc cả nhà. Tại vì cái loại bưởi là cái loại mà mình để lâu và mình vận chuyển lâu được đó. Mẹ biết cái thùng xưa hồi nãy con kêu mẹ cái đó mua được bao nhiêu bưởi không? Ba cái. Cái thùng xưa. Cái tiền xu. Tiền xu. Tiền xu. Đây nè, cho hai đứa con nè. Yes, mẹ gỡ cái này ra coi. Hôm nay Si đi gặp ba, Si đem về trái bưởi thiệt là quý quá. Con đòi ăn hay là ba mua cho, tự mua cho con? Con đã. Hả? Hai đứa rồi. Sao? Hai người đều đòi. Hai người đều đòi mua hả? Nè. Si biết sao mà chua không? Tại Si ăn kẹo quá. Si ăn kẹo rồi cho nên Si thấy chua. Cũng đúng. Hôm nay nó đi gặp ba nó đó là do cái hôm thứ tư nó tự lấy điện thoại của Như á gọi. Đúng rồi. Tự lấy điện thoại mẹ gọi kêu là ba ơi con muốn đi chơi, tại vì hôm bữa giờ Như không có đi được đó. Chỉ nằm trong nhà không, cái nó cũng buồn á. Nó muốn đi mà giờ ai dẫn nó đi, xong rồi nó tìm đến ba của nó. Đây, ăn đi. Cái đúng là cô bà lò. Đúng là bưởi bưởi mùa già. Ông muốn tên anh. Muốn ông Hảo hả? Sao miếng đi. Bưởi nhiều nước ngon ghê hết tụi con ha. Ngồi đút qua đút lại nữa. Chị hai thì đút mẹ. Con chị đút chị Vi. Con thì đút chị Vi. Con đút con. Còn... Chị trước như là mẹ đút con đút chị Vi. Rồi chị Vi đút mẹ. Ngon ha. Mấy cái đồ chua này ăn ngon.
Đây, cho con đây. Mẹ cho con nhau trở về xe đi cho mẹ. Chị Vy đấy bữa ngon quá, chị Vy ăn hết rồi. Đây, cho thêm chị Vy nè. Người ta nói á, trẻ em á, mà cái đầu chọc á, lấy cái vỏ bưởi úp lên trên đầu á, là nó sẽ mọc tóc dài ra, mau mọc tóc á. Nhưng mà con đâu có đầu chọc. Hồi đó là ba, không phải ba, cái gì qua này, cô ba với lại bà nội á, kêu là lấy cái vỏ bưởi á, úp lên trên đầu Vy á, cho nó mọc tóc nhiều ra. Mọc rồi ba. Giờ nó mọc quá trời tóc luôn. Hồi đó bà nội từng Vy á, cô chú, với lại má ba, cô ba của Tường Vy á, má ba của Tường Vy á, kêu là lấy cái vỏ bưởi á, úp lên cái đầu á, cho Tường Vy nó mọc tóc ra, tại vì lúc như đẻ nó là cái đầu nó chọc lóc mà tới 1 tuổi luôn mà không có tóc gì hết trơn á. Xong cái mình lấy cái vỏ bưởi này nè, mình gọt mà nó có cái đường gì nè, úp như cái đầu vậy đó, úp nguyên cái đầu nó, giờ nó tóc quá trời tóc luôn mà ống mượt luôn á. Mà nó mau dài nữa nha cả nhà. Mẹ lỡ giờ có bạn hỏi là sao tóc mày đẹp quá vậy, còn không lẽ giờ con nói là lấy cái vỏ bưởi úp lên đầu vậy. Nhớ vô. Con chỉ cho mấy người Thụy Điển họ làm. Chỉ cho mấy người Thụy Điển họ cái bí kíp của người Việt Nam mình. Bưởi cái hạt. Tức là bưởi. Còn mình muốn cái chân mày mà nó đậm á, là mình lấy cái cuốn của trầu á. Trầu. Mình vẽ lên, cái lá trầu á mình vẽ lên. Trầu cao quá con. Trầu cao ở ở Việt Nam á, khi mà đám cưới á, là sẽ đem đi trầu cao đi hỏi cưới. Ví dụ như là hỏi là, ví dụ là có một cái anh chàng đẹp trai đây hỏi là Si ơi em có muốn làm vợ anh không, xong rồi ba mẹ anh sẽ đem trầu cao tới đón em về. Trầu cao là gì? Thì trầu cao là cái đó, lát mẹ mở tivi lên cho con coi nha. À, cái trầu sao mà nó cao? Cái lá trầu là cái trái cao, con biết không Tường Vy? Không biết. Cái này sao mày đi lên cao quá hả? Trên cái lá trầu với lại cái trái cao nó rất là cao. Bây giờ nó mới là trái cao. Cao hơn cái nhà này luôn. Cái cao cao dữ lắm. Cái cao ăn cao. Cái bưởi ngon. Cái cao cao bằng cây đu đủ mà. Cao hơn. Cao hơn. Ok. Hôm nay là lên. Ăn chung cái trái bưởi ngon quá cả nhà ơi. Thôi bây giờ cũng tạm dừng cái clip này nha. Gỡ xíu bữa cho tụi nhỏ ăn xong rồi đi dọn dẹp nhà. Nghỉ ngơi. Rồi lạnh này với lại cái chân này không có đi đâu hết trơn. Dạo này như ở nhà không à. Tính ra là 4 tuần nay là như nằm trong nhà không, trừ những ngày đi khám bệnh thôi. Chứ mười ra là mình không có đi đâu hết trơn cả nhà. Thế xin chào bà cô chú. Tạm biệt bà cô chú đi. Tạm biệt bà cô chú. Tạm biệt bà cô chú nè. Để cho nó mọc thêm tóc nữa. Rồi để cái đầu đây. Đầu xì chụp lóc rồi. Không, nó giỡn, đầu xì cũng nhiều tóc. Tạm biệt ông bà cô chú. Nhớ đăng ký, chia sẻ, hẹn ở video tiếp theo. Nha, cái chia sẻ hẹn ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Ba mẹ con sẽ ăn bưởi. Nhớ đăng ký, chia sẻ. Hẹn ở video tiếp theo, bye bye. Bye bye.